Toàn bộ ảnh của Lisa trên tạp chí lớn bị xóa gấp trên Weibo, chuyện gì đang xảy ra? Cộng đồng mạng xứ Trung đang tỏ ra rất lo lắng về hình ảnh của Lisa khi nữ ca sĩ vừa trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar. Cộng đồng mạng xứ Trung đang vô cùng lo lắng trước việc hàng loạt hình ảnh mới của Lisa Blackpink chụp cho trang bìa tháng 4 tạp chí Harper's Bazaar đình đám bất ngờ bốc hơi một cách vội vã trên Weibo. Người hâm mộ đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại có vụ việc như thế này, nhất là khi tạp chí Bazaar mới tung ảnh của Lisa cách đây chỉ vài ngày. Trong khi đó, cộng đồng mạng lại tranh cãi nảy lửa vì Lisa bị kéo vào vụ việc ồn ào, nằm không cũng trúng đạn. Trên Weibo, cộng đồng mạng xứ Trung bắt đầu dò đoán lý do đằng sau sự việc. Không ít ý kiến cho rằng vì bê bối chấn động từ việc các thương hiệu đình đám từ chối việc sử dụng bông vải Tân Cương, dẫn đến việc người dân Trung Quốc tẩy chay ngược các nhãn hàng. Hàng loạt ngôi sao xứ Trung vì việc này cũng đã hủy hợp đồng với các thương hiệu lớn. Một trong các nhãn hiệu bị réo tên nhiều nhất là Adidas có nhóm Blackpink làm đại diện. Giữa bê bối đình đám này, Lisa lại được Harper's Bazaar đẩy bìa. Chính vì vậy cô nàng hứng chọn cơn thịnh nộ của cộng đồng mạng. Một vài bình luận tỏ ra thái độ gay gắt. Có phải Lisa đang làm huấn luyện viên trong show Trung Quốc không? Tôi phản đối Bazaar lên bìa chụp Lisa. Suy biết hết người rồi sao mà phải chọn người Hàn vậy? Trang Les E cho rằng Harper's Bazaar vì chịu áp lực quá lớn nên đành phải gỡ ảnh Weibo. Mặc dù vậy, làn sóng giận dữ vẫn chưa dừng lại. Những hình ảnh của Lisa chụp cho Harper's Bazaar vẫn được chia sẻ rầm rộ trên Weibo. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLOG. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!